King of Letters có nghĩa là Shell Global. Shell Global là gì? Và tại sao nó được gọi là King Letter? Chúng ta cùng đi xem nhé. Nói về Shell Global là chúng ta phải nói đến mông của con ngựa. Bởi vì chỉ có loài ngựa mới có phần mông, có sụn. Và cái phần sụn đó chính là cái phần mà người ta sẽ lấy ra để làm ra Shell Cordovan. Còn nó sẽ loại bỏ toàn bộ những cái phần da ở phía trên và phần da ở phía dưới. Và loài bò hay là các loại động vật khác thì đều không có cái phần sụn như loài ngựa. Và sau khi người ta thuộc xong, người ta đánh bóng, người ta cán, người ta sẽ xử lý rất là tinh để làm sao cho cái phần sụn này không thấm nước, không có lỗ chân lông, không nhăn và siêu bền. Đôi giày đến từ Arden, mẫu giày 563, made in USA từ năm 1884, có nghĩa là đôi giày này được làm bởi những nghệ nhân làm giày của một công ty làm giày có đến hơn 150 năm kinh nghiệm. Hộp của đôi giày này thì rất mỏng manh, bằng giấy bìa chứ không phải bằng những cái loại chất liệu cao cấp như những cái hãng khác, mặc dù đôi giày này không hề rẻ một chút nào. Hãng đang bán đôi giày này với giá trị 850 đô. Chúng ta cùng xem trong có gì. Ngoài hai đôi giày được bọc trong hai cái túi ni lông có một cái hướng dẫn da như này, thì chúng ta có thêm hai cái dust bag của Arden, vải cốt tông màu vàng như thế này. Rất là đơn giản. Arden luôn là một nhà làm giày, họ không quan tâm đến hoàn thiện và họ chỉ quan tâm đến chất lượng thôi. Vì vậy các bạn nhìn này, những cái logo của Arden trông rất là xấu, nhem nhuốc và nó không có sắc nét như những cái hãng khác. Ở bên trong này các bạn có thể nhìn thấy là Goodyear Welted, rồi Arden Made in USA. Cái phần lót của đôi giày này trông cũng không được hoàn thiện tốt cho lắm. Da ở đây thì cũng không phải là loại da xịn lắm. Nhưng đây chính là thứ mà ai cũng mong muốn, bất kể một người đi giày nào cũng ham muốn có một cái lớp da này, đó là Shell Cordovan. Và Shell Cordovan này đến từ nhà thuộc gia Hawkwind, một trong những nhà làm da Shell Cordovan lớn nhất trên thế giới và tốt nhất trên thế giới. Những cái miếng da Shell Cordovan này làm nên những đôi Penelofer và những đôi giày của Arden là đỉnh cao nhất. Và chính hai thương hiệu này kết hợp với nhau tạo ra những đôi giày cực kỳ đỉnh cao. Các bạn có thể nhìn thấy đây là màu số 08 của Arden, màu Burgundy. Và đây là một cái màu tốt nhất, đẹp nhất của các dòng da Shell Cordovan. Đôi giày là một đôi Tassel Loafer. Vì vậy là chúng ta sẽ có hai cái quả chuông ở trên hai đôi giày. Đôi giày là đôi giày Goodyear. Các bạn có thể nhìn thấy phần đế của đôi giày này thì tất cả những phần chỉ này chạy rất là sát mép viền và nó sẽ chạy lên phía trên này. Đó. Đôi giày này thì đế khá là dày, dày dặn. Phần gót thì là ở bản 2,5 cm, nhưng mà ở đây thì cũng rất là nhiều lớp da. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái sự chắc chắn của người Mỹ, họ không giống như người Ý, đó là sự hoàn thiện, sự mỹ miều, sự trau chuốt. Nhưng người Mỹ thì họ quan tâm nhiều đến chất lượng hơn. Vì vậy là kể cả những đường chỉ ở đây, các bạn có thể nhìn thấy nó không có nét sắc như là những đôi giày Ý hay những đôi giày Anh. Kể cả những cái phần này thì chúng ta cũng nhìn thấy có những cái điểm nó chưa được hoàn thiện. Kể cả chỉ ở phần mũi này trông cũng không được sắc nét cho lắm. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị đánh bại bởi cái lớp da Shell Cordovan này. Vì vậy Shell Cordovan ở trên những đôi giày Arden này gọi là King Leather, là loại da tốt nhất, bền nhất và cũng là loại da đắt nhất trên thế giới. Để làm ra một đôi giày như thế này của Arden thì người ta sẽ phải cần đến hai miếng mông ngựa. Mỗi một miếng da sẽ chỉ có thể làm được một chiếc giày mà thôi. Và theo tôi được biết thì cái bộ đế insole này của Arden làm những bộ đế cực kỳ tuyệt hảo, có khả năng hút mùi và khả năng nhớ bàn chân cực kỳ tốt. Và đây là những cái mẫu giày gần như là cuối cùng của những người chơi giày. Nó sẽ đưa đến cho bạn sự thoải mái, êm ái và đặc biệt là nó sẽ bền, cực kỳ bền. Đó chính là những cái điều mà Arden luôn làm với những đôi giày của mình trong vòng 150 năm trở lại đây. Và các bạn nếu có điều kiện hãy thử một lần Shell Cordovan trên giày của Arden nhé.